Kính thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế cho nhiên liệu hóa thạch thì mới đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã chính thức công bố thông tin về mỏ dầu khí được cho là lớn nhất Đông Nam Á, tọa lạc tại lô 114 bể sông Hồng, cách bờ biển Quảng Trị 65 km và Đà Nẵng 86 km, với trữ lượng ước tính lên tới 250 tỷ mét khối khí. Con số ấn tượng này không chỉ gây chấn động giới chuyên gia năng lượng mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trước tiềm năng to lớn này, Việt Nam sẽ phải đối mặt với câu hỏi lớn: làm thế nào để tận dụng nguồn tài nguyên một cách tối ưu mà vẫn đảm bảo cam kết về bảo vệ môi trường và duy trì hợp tác quốc tế? Câu trả lời sẽ được làm rõ trong video ngày hôm nay. Việc phát hiện ra mỏ dầu khổng lồ này mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội chưa từng có. Đầu tiên phải kể đến khả năng tự chủ về nguồn năng lượng, giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và từ đó tạo điều kiện chủ động hơn trong việc điều tiết giá cả, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hơn nữa, nguồn lợi khổng lồ từ việc khai thác dầu khí sẽ trở thành cú hích mạnh mẽ cho nền kinh tế, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là khu vực miền Trung, nơi có vị trí gần mỏ dầu khí và sẽ hưởng lợi trực tiếp, hứa hẹn một tương lai thịnh vượng, khởi sắc. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, việc sở hữu nguồn tài nguyên này cũng đặt ra không ít thách thức cho Việt Nam. Bài toán đặt ra là làm thế nào để khai thác một cách bền vững, hiệu quả nguồn tài nguyên hữu hạn này, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và việc bảo vệ môi trường biển. Ngoài ra, Việt Nam cần có các chính sách chiến lược thông minh và khéo léo nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, tránh những tranh chấp không đáng có trong khu vực. Ngay sau khi thông tin về mỏ dầu được công bố, Hoa Kỳ đã thể hiện mong muốn hợp tác khai thác với cam kết hỗ trợ tài chính lên tới 15 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy rõ chiến lược của Washington trong việc tìm kiếm các nguồn cung năng lượng mới để giảm phụ thuộc vào khu vực Trung Đông, đồng thời gia tăng ảnh hưởng tại châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện này không chỉ là một phát hiện về tài nguyên mà còn khẳng định tiềm năng phát triển to lớn của Việt Nam, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho ngành năng lượng và nền kinh tế quốc gia. Việc phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ của Việt Nam đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý quốc tế, đặc biệt thu hút sự quan tâm của các cường quốc như Hoa Kỳ. Không bỏ lỡ cơ hội, Washington đã kịp thời cam kết đầu tư 8 tỷ đô la và dự kiến nâng tổng số vốn lên tới 15 tỷ đô la nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc khai thác mỏ dầu khí này. Điều này phản ánh rõ nét chiến lược của Mỹ trong việc tìm kiếm các nguồn cung năng lượng mới, đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ bên ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời củng cố vị thế địa chính trị của họ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ dừng lại ở việc khai thác dầu thô, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Dầu khí Millennium của Mỹ để phát triển dự án khí hóa lỏng LNG quy mô lớn tại Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Dự án này với tổng vốn đầu tư 15 tỷ đô la Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam trở thành trung tâm LNG quan trọng của khu vực, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Việc sở hữu nguồn tài nguyên vàng đen dồi dào này mở ra cơ hội vàng cho Việt Nam phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng và nâng cao vị thế quốc tế. Nguồn thu lớn từ xuất khẩu dầu khí không chỉ là động lực cho tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đời sống người dân. Sự chủ động trong việc khai thác LNG cũng giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, tự chủ trong điều tiết giá cả và ổn định thị trường năng lượng nội địa, đồng thời hỗ trợ kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là làm sao để Việt Nam có thể khai thác nguồn tài nguyên dầu khí một cách bền vững, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh quốc gia trong bối cảnh nguồn tài nguyên này không phải là vô tận. Việc phát hiện và khai thác mỏ dầu khí khổng lồ đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, mở ra cơ hội vàng cho Việt Nam để bứt phá phát triển. Tuy nhiên, để chuyển hóa nguồn tài nguyên này thành một lợi thế lâu dài, Việt Nam cần một chiến lược bài bản, tầm nhìn dài hạn và phương pháp khai thác bền vững nhằm mang lại sự phồn vinh và thịnh vượng cho đất nước. Nguồn tài nguyên dầu khí là chiến lược lớn nhưng không vô tận. Vì vậy, cùng với việc khai thác hiệu quả, chúng ta phải có một tầm nhìn dài hạn hướng tới phát triển bền vững. Phân bổ nguồn thu từ dầu khí một cách công bằng và minh bạch, đảm bảo lợi ích cho mọi tầng lớp nhân dân là vô cùng quan trọng. Những nguồn lợi này cần được tái đầu tư vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hơn bao giờ hết, Việt Nam cần đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu,
vì dù việc khai thác dầu khí mang lại lợi ích kinh tế nhưng cũng góp phần gia tăng lượng khí thải carbon, gây tác động tiêu cực đến môi trường. Do đó, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ khai thác tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động môi trường kết hợp với phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch là hướng đi tất yếu. Ngoài ra, với nguồn tài nguyên quý giá này, Việt Nam cần chú trọng tới vấn đề an ninh năng lượng và chủ quyền lãnh thổ. Vị trí địa chính trị đặc biệt của Việt Nam cùng với tiềm năng dầu khí lớn luôn thu hút sự quan tâm từ các quốc gia lân cận. Vì thế, Việt Nam cần có chính sách đối ngoại khôn khéo, mềm dẻo nhưng đầy bản lĩnh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Phát hiện mỏ dầu khổng lồ là niềm tự hào, nhưng việc khai thác và sử dụng tài nguyên ấy một cách khôn ngoan và bền vững vì tương lai đất nước là thách thức và trách nhiệm của cả dân tộc. Ngoài tin vui trên thì mới đây, Việt Nam cũng vừa hạ thủy siêu tàu biển lớn nhất gây xôn xao dư luận quốc tế. Một thành tựu đầy tự hào từ thành phố Hải Phòng, trung tâm công nghiệp hàng hải của quốc gia. Tại buổi lễ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu SBIC đã tổ chức sự kiện hạ thủy con tàu hàng rời mang tên Trường Minh Dream 01 với trọng tải lên đến 65.000 DWT, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho ngành đóng tàu Việt Nam. Bên cạnh đó, lễ đặt kỳ cho con tàu thứ hai thuộc dự án cùng trọng tải cũng đã diễn ra, tạo nên không khí hân hoan và tự hào. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu, cho biết Trường Minh Dream 01 là con tàu đầu tiên trong lô hai tàu 65.000 DWT mà Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc đã đặt hàng. Đây là dự án đóng tàu lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam với chiều dài tổng thể 199,99m, chiều rộng 32,26m và tổng dung tích 35,82GT, khẳng định sự vươn mình của ngành đóng tàu Việt Nam ra thế giới. Trường Minh Dream 01 được thiết kế với sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam và Công ty Blue Spear đến từ Phần Lan, mang đến nhiều tính năng vượt trội so với các tàu cùng loại trên thế giới. Điều đáng tự hào là toàn bộ quy trình chế tạo, lắp đặt và hoàn thiện con tàu đều do các kỹ sư và công nhân Việt Nam thực hiện với sự tham gia của nhiều nhà thầu trong nước. Ông Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc nhấn mạnh rằng đây là con tàu chở hàng lớn nhất được đóng tại Việt Nam và đã đạt tiêu chuẩn khắt khe của Liên minh châu Âu EU. Sự kiện này không chỉ chứng minh năng lực vượt trội của ngành đóng tàu Việt Nam mà còn khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên bản đồ ngành đóng tàu toàn cầu. Trong không khí đầy tự hào, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng đã gửi lời chúc mừng đến công ty Nam Triệu và chủ tàu, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2024 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Ông Thọ khẳng định Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nam Triệu và các nhà máy đóng tàu khác phát triển mạnh mẽ. Buổi lễ hạ thủy Trường Minh Dream 01 diễn ra trong bầu không khí phấn khởi và tự hào khi tất cả những người tham dự đều chia sẻ niềm vui qua nụ cười và ánh mắt rạng rỡ, minh chứng cho một bước tiến vững chắc của Việt Nam trong ngành hàng hải toàn cầu. Tàu Trường Minh Dream 01, một sản phẩm hoàn toàn made in Việt Nam, đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành đóng tàu nước nhà với tải trọng lên đến 65.000 DWT. Con tàu này đã chính thức vượt qua tàu Trường Minh X tải trọng 56.200 tấn, cũng là sản phẩm của công ty đóng tàu Nam Triệu, bàn giao cho công ty tàu thủy Đông Bắc vào năm 2018 để trở thành tàu chở hàng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Không chỉ có tải trọng ấn tượng, Trường Minh Dream 01 còn là niềm tự hào với thiết kế hiện đại và nhiều tính năng tiên tiến hàng đầu thế giới. Các yếu tố như sức cản, hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, chất lượng khí thải và khả năng giảm trọng lượng của tàu đều đạt tiêu chuẩn cao nhất. Điều này cho phép con tàu đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các cảng tại Mỹ, châu Âu và Úc. Thành công của Trường Minh Dream 01 là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành đóng tàu Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, khi nhiều doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội để vươn lên, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Để đạt được những thành tựu đáng tự hào này, không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, công nhân ngành đóng tàu Việt Nam. Chính họ với tinh thần học hỏi, cầu tiến và không ngừng nâng cao tay nghề đã dần làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại, giúp ngành đóng tàu Việt Nam vươn ra biển lớn và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Bản tin của Tin tức 24 giờ TV xin phép khép lại tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi, chính xác và cập nhật từng phút về những sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào,
hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video đến với bạn bè và người thân. Đồng thời, đừng quên bật chuông thông báo để nhận ngay những bản tin mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.